góp ý nước mũi chảy tới miệng vẫn múc mang, động đất mà vẫn tỉnh queo. Bỏ vô miệng. Bà nhân vlog lên tiếng giải thích, tiết lộ trải nghiệm hoảng hồn. Động đất mà thấy bà tỉnh queo à, ngồi trên xe đi với bà. Xe nó hãy nè, đẩy nè, đẩy, đẩy. Thì người Việt Nam nói chị ơi đang động đất 7 độ. Lúc đó tôi mới ôi rồi ôi. Nói chung khỏi sợ, mới biết động đất mới sợ. Nhiều tiktoker Việt tại Nhật liên tục chia sẻ video tình hình động đất khiến ai cũng xót xa. Vụ động đất lần này nó lên đến 7.6 độ và nó rất là sát đất liền luôn các bạn. Thành ra là nhà cửa là sập hết, đường xá là nói chung là nứt toác vỡ vụn gãy đôi hết. Tình hình động đất tại Nhật Bản nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt những người Việt đang sinh sống tại đây cũng trở thành tâm điểm được nhiều cộng đồng mạng hỏi han, quan tâm. Cũng đang sinh sống tại Nhật, giữa tình hình động đất đang gây xôn xao, bà nhân vlog vẫn vô tư chia sẻ đoạn video ăn uống mukbang và không mấy chia sẻ về vấn đề này. Vốn là nữ YouTuber sơ hở là bị nhận góp ý của dân tình, thế nên không khó hiểu khi đoạn video mukbang lần này của bà nhân vlog cũng liên tục bị nhận nhiều ý kiến khác nhau, từ chuyện ăn kém vệ sinh đến chuyện có động đất mà vẫn tỉnh queo. Dù làm nội dung về ăn uống, thế nhưng bà nhân vlog thời gian dài khiến dân tình phải nhăn mặt vì cách ăn uống hàm hồ, thậm chí còn bị nhận xét trông không ngon miệng mà chỉ thấy sợ. Lần này, nữ YouTuber bị góp ý khi làm mukbang mà để nước mũi chảy ra tới miệng rồi vẫn ngồi ăn. Đáp lại, cô cho biết vì bên Nhật đang lạnh, cộng thêm cơ địa viêm xoang nên chảy nước mũi mà không biết gì hết. Bên cạnh chuyện bị góp ý ăn uống không vệ sinh, bà nhân vlog còn bị góp ý vì vẫn tỉnh queo trong khi Nhật Bản đang động đất. Trả lời bình luận của cư dân mạng, cô cho biết mình không hề tỉnh queo mà ngược lại là lo đến mức đầu tóc rối bời. Nữ YouTuber cũng kể lại trải nghiệm về trận động đất khiến cô không khỏi hoảng hồn. Bà nhân cho biết khi đang đi xe cùng chồng thì gặp động đất khiến xe bị hẩy lên. Tuy nhiên, vì lúc đó cả hai vợ chồng đều không mở điện thoại xem thông báo nên không biết là động đất. Trong khi anh chồng Teru thì nghĩ do mình chóng mặt, thì bà nhân nghĩ do có bầu nên đầu óc choáng váng. Mãi đến khi có người Việt cập nhật tình hình đang động đất thì vợ chồng cô mới tá hỏa và vô cùng lo sợ. Bên cạnh bà nhân vlog thì nhiều người Việt tại Nhật cũng liên tục chia sẻ video ghi lại giây phút bàng hoàng tháo chạy khỏi động đất Nhật. Đường phố nứt toác, nhà cửa sập như giấy, dù chạy ra đến đường rồi thì nhà cửa hai bên vẫn đổ ra đường khiến không ít người hoảng loạn không biết chạy đi đâu, ai nấy đều sợ hãi tìm chỗ nấp. Động đất, động đất. Quá. Đều thế nhỉ? Mình nhỉ? Không ít người tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn, rung lắc dữ dội xảy ra trước mặt mình. Trong đó đoạn video của một người Việt ghi lại khoảnh khắc cô bật khóc tìm chỗ ẩn nấp khiến ai cũng xót xa. Tuy nhiên, may mắn cô gái Việt sau đó tiếp tục lên video cho biết bản thân vẫn ổn. Lúc đấy là mình vừa nấu ăn xong và mình đang ăn bữa ăn và quay video khoe với bạn bè. Tự nhiên trong một tích tắc, một đến 2 giây mà cái trận động đất đấy nó vừa đến, thì khi đấy mình cũng không biết phải làm như nào. Cơn động đất xảy ra vào đúng ngày đầu năm, khi mà ai nấy đều đang nghỉ ngơi đón Tết thì sự việc xảy ra. Là nam tiktoker nổi tiếng tại Nhật, anh chàng Snoopy cũng chia sẻ video cho biết tình hình khá nghiêm trọng và không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều nơi chia sẻ lại video về trận động đất Nhật Bản năm 2011. Đây là thảm kịch mà không ai muốn nhắc lại gây hoang mang. Chính vì vậy, nam tiktoker mong mọi người hãy chọn lọc thông tin để không quá bị hoang mang lo lắng nếu có người thân tại đây. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!